Xin chào tất cả các em khối 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài ôn giữa kỳ. Bài giữa kỳ thì chúng ta có chủ đề A, chúng ta sẽ học hai bài là bài 4 và bài 5. Chủ đề B, chúng ta sẽ học bài 1 và bài 2. Chúng ta sẽ phải đi vào cụ thể nhé. Chủ đề A, bài 4, biểu diễn văn bản hình ảnh âm thanh trong máy tính. Ở này chúng ta vào số khái niệm bit. Bit là cái đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái, ký hiệu 0 và 1. Còn biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính như thế nào? Chúng ta vào khái niệm ký tự. Ký tự là tên gọi chung cho chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chính tả, ký hiệu khác. Biểu diễn ký tự thì trong máy tính, mỗi ký tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định. Hai ký tự khác nhau thì dãy bit biểu diễn cũng khác nhau. Chúng ta vào số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh như thế nào? Về số hóa văn bản là chuyển cái văn bản thành dãy bit. Số hóa hình ảnh là chuyển hình ảnh thành dãy bit, kết quả số hóa một hình ảnh là hình ảnh số. Số hóa âm thanh là việc chuyển đoạn âm thanh thành dãy bit, kết quả số hóa của một đoạn âm thanh là âm thanh số. Số hóa dữ liệu là chuyển văn bản thành dãy bit, tức là dãy các ký hiệu 0 và 1 liên tiếp để máy tính có thể xử lý. Chúng ta qua bài 5, dữ liệu trong máy tính. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính. Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán. Số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai ký hiệu 0 và 1, như vậy được gọi là số nhị phân. Số 2, dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính. Mọi dữ liệu trong máy tính đều là dãy bit. Với máy tính, thông tin và ký hiệu số là 1 đều chỉ là các dãy bit. Cái phần 3 là dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp. Cái này quan trọng nhé. Chúng ta phải là 1 byte thì bằng 8 bit, 1 kilobyte bằng 1024 byte, 1 megabyte bằng 1024 kilobyte, 1 gigabyte thì bằng 1024 megabyte, 1 terabyte bằng 1024 gigabyte. Chúng ta phải nhớ dung lượng lưu trữ là khả năng lưu trữ các thiết bị nhớ. Chúng ta qua chủ đề B, bài 1, khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. Khái niệm và mạng máy tính. Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để chia sẻ dữ liệu với nhau. Lợi ích của mạng máy tính. Mạng máy tính giúp người dùng chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau. Đặc điểm và lợi ích của Internet. Đặc điểm, nó phủ khắp thế giới với hàng tỷ người dùng, được tạo thành từ các mạng nhỏ hơn kết nối lại, không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào. Về lợi ích của mạng máy tính, cung cấp các dịch vụ như là công cụ tìm kiếm, là thư điện tử, là trang web, dạy học online, mạng xã hội, vân vân. Lợi ích, nó trao đổi thông tin, tìm kiếm, tra cứu thông tin, chúng ta có thể tự học và tự làm việc trực tuyến. Các thiết bị và phần cứng mà chia sẻ được qua mạng là mình có thể chia sẻ được máy in, chia sẻ camera an ninh, chia sẻ thông tin đường truyền 4G. Chúng ta qua bài 2, các thành phần của mạng máy tính. Ba thành phần của mạng máy tính là các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng. Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau. Những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng. Những thiết bị mạng. Thiết bị mạng giúp kết nối máy tính với nhau, giúp truyền thông tin từ máy này qua máy khác. Chúng ta có cáp xoắn và cáp quang. Phân biệt cáp xoắn, lõi đồng, sử dụng dòng điện để truyền thông tin. Cáp quang, lõi bằng chất liệu trong suốt, sử dụng tia sáng để truyền thông tin. Switch là thiết bị nối trung tâm, giúp kết nối máy tính và thiết bị mạng với nhau. Modem là thiết bị chuyển đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Và lượng kiến thức này là em đủ để làm bài kiểm tra giữa kỳ. Chúc em làm tốt nhé!